Tờ Sydney Morning Herald đưa tin hai máy bay hạng nhẹ đã va chạm trên không vào sáng ngày 26 tháng 10 và rơi xuống khu vực Tây Nam Sydney. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường gần Ballinbla Park ở khu vực The Oaks. Cảnh sát Úc xác nhận có thương vong sau vụ việc song không nêu rõ con số, do họ đang gặp khó trong việc tiếp cận một trong hai vị trí rơi máy bay. Các địa điểm rơi máy bay nằm gần hai trường dạy bay ở The Oaks là Sydney Recreational Flying Club và Deves Flying School. Tuy nhiên hiện chưa rõ liệu những chiếc máy bay này có liên quan đến hai cơ sở dạy bay đó hay không. Nhân chứng Bernadette Elliott, 48 tuổi, cho biết bà đã chứng kiến một trong hai chiếc máy bay lao đầu xuống bụi rậm ở Ballinbla Park. Bà nhớ lại đã nghe thấy tiếng nổ ầm và thấy khói bốc ra từ một chiếc máy bay màu vàng đen trước khi nó rơi. Elliott cũng kể rằng bà đã nhìn thấy một người lơ lửng trên trời với chiếc dù màu xanh lá cây gần nơi máy bay rơi. Bà nói rằng cảnh tượng đó thật kinh hoàng. Cảnh sát bang New South Wales kêu gọi người dân tránh xa khu vực này và cho biết hiện chưa thể cung cấp thêm thông tin. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.